cô canh chào các bạn đang dựa theo kênh trị liệu tâm trí và cân bằng năng lượng trong video này cô canh chia sẻ với tất cả các bạn những dấu hiệu tâm linh ai đó đang yêu bạn ngay cả khi họ chưa nói thẳng điều đó bằng các dấu hiệu tâm linh cô canh muốn nói đến những thứ nói lên tình cảm của ai đó dành cho bạn mà bạn có thể vừa bỏ lỡ đôi khi một người trước mặt bạn có thể yêu bạn nhưng bạn không nhận ra điều đó và mặc dù không có cách nào đảm bảo để đánh giá cảm xúc thực sự của ai đó nhưng những dấu hiệu sau đây có thể cho biết ai đó đang yêu bạn sâu đậm như thế nào dấu hiệu thứ nhất họ tuyên bố sẽ vui vẻ với bạn ngay cả khi điều đó có vẻ không thú vị nếu một người yêu bạn sâu sắc người đó sẽ luôn ở bên cạnh bạn để giúp đỡ bạn bất kể bạn đang trong hoàn cảnh nào nếu họ vui khi gặp bạn bất kể hai người đang làm gì đó chắc chắn là tình yêu thứ hai họ cố gắng chạm vào bạn suốt cả ngày họ có thể siết chặt bạn thêm khi họ đang nắm tay bạn hoặc chạm vào cánh tay bạn trong khi trò chuyện ngoài ra còn có một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể mà bạn có thể để ý bạn chân của họ có hướng về phía bạn trong cuộc trò chuyện hay không họ có đặc biệt cảnh giác trong việc làm cho bạn cảm thấy thoải mái khi cả hai ở cùng một phòng hay không bạn có thường bắt gặp người đó nhìn chầm chầm vào bạn từ phía bên kia hay không ngay cả khi họ đang trò chuyện với người khác nếu tất cả những thứ này đều có họ đang thầm thương bạn điều thứ ba làm thế nào để bạn biết ai đó thực sự yêu bạn và họ là tri kỷ của bạn tất cả chúng ta đều biết rằng tình yêu đôi khi gây tổn thương đặc biệt nếu bạn ở bên những người mà bạn không hề tương thích bạn không chỉ lãng phí thời gian và năng lượng mà còn bỏ lỡ việc tìm kiếm người bạn tri kỷ vì bạn không tìm kiếm họ. Điều thứ tư, bạn sẽ là người đầu tiên, người ấy chia sẻ những tin tức quan trọng. Chúng ta chia sẻ những điều quan trọng với những người quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nếu ai đó muốn chia sẻ cả tin tốt và xấu với bạn trước bất kỳ ai khác, thì người đó đã coi bạn là đồng đội của người đó, ngay cả khi người đó không nói ra điều đó. Ngoài ra, nếu người đó quay về phía bạn đầu tiên khi họ đang trải qua giai đoạn khó khăn điều đó có nghĩa là họ đủ tin tưởng bạn để dễ bị tổn thương khi ở bên bạn và khi nói đến việc xây dựng một kết nối thân mật và sâu sắc hơn tính dễ bị tổn thương là chìa khóa điều thứ năm họ nhất quán một cách đáng ngạc nhiên mặc dù những cuộc trò chuyện ngọt ngào qua tin nhắn không tự động được coi là tình yêu nhưng một tin nhắn đơn giản như là chào buổi sáng thực sự có thể thể hiện tình cảm sâu sắc cô hay đó dành cho bạn thật khó để vùng đắp mối quan hệ sâu sắc với một người luôn bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn bất cứ khi nào người đó chọn đó là lý do tại sao khi nói đến thành công trong mối quan hệ nhất quán là tất cả nếu người đó cố gắng duy trì kết nối với bạn bằng mọi cách có thể thì người đó đang cho bạn thấy rằng bạn luôn quan tâm đến người đó và người đó muốn trở thành một phần trong cuộc sống của bạn. Người đó quan tâm đến việc tìm hiểu bạn và những gì diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Thứ sáu, người đó nhớ những chi tiết quan trọng. Khi lắng nghe các dấu hiệu nhận biết ai đó có yêu bạn hay không, hãy chú ý đến cách họ nhớ những điều nhỏ nhặt về bạn. Nếu ai đó quan tâm đến bạn, người đó sẽ dễ dàng nhớ thông tin chi tiết về bạn hơn. Người đó thậm chí có thể không nhận ra rằng người đó làm như vậy người đó chỉ quan tâm đến bạn nhiều đến mức người đó không thể quên cả những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến bạn ví dụ hai bạn có thể đi xem phim và người đó sẽ mua loại bắp rang mà bạn thích kết hợp mặn và ngọt và đôi khi người đó thậm chí sẽ trích dẫn lại điều gì đó bạn đã nói trong quá khứ của bạn đó có thể là cuộc trò chuyện của bạn về gia đình mục tiêu của bạn và những điều bạn thích khi ai đó bắt đầu nhớ từng điều nhỏ nhặt mà bạn nói với họ bạn chắc chắn đã nắm được trái tim của họ điều thứ bảy người ấy đồng cảm với bạn khi bạn quan tâm đến một người cảm xúc của người đó dễ dàng ảnh hưởng đến bạn khi ai đó yêu bạn người đó sẽ gần như ngay lập tức biết khi nào điều gì đó không ổn nếu bạn có một ngày tồi tệ người đó sẽ biết thường chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua về bạn đó là bởi vì sự đồng cảm tự nhiên khi bạn yêu ai đó bạn vui về hạnh phúc của người đó và buồn vì nỗi buồn của họ. Bạn thậm chí không thể kiểm soát nó. Điều thứ tám, người đó tự hào khi có bạn trong đời. Nếu một người đưa bạn vào thế giới của họ, đó là dấu hiệu cho thấy họ không chỉ tự hào khi ở bên bạn, mà còn dành tình cảm sâu sắc cho bạn. Họ càng giới thiệu bạn với nhiều người, đặc biệt là những người quan trọng với họ, chẳng hạn như gia đình và bạn thân, thì càng có nhiều khả năng họ muốn bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ một người thích đăng ảnh với bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và liên tục làm nổi bật bạn tuyệt vời như thế nào đối với bạn bè và gia đình của họ đó là người thích ở bên bạn tuy nhiên chỉ cần lưu ý rằng không phải ai cũng sẽ công khai cuộc sống của mình trên mạng xã hội miễn là họ không giữ bí mật với bạn mối quan hệ của bạn đang hướng đến một điểm đến tốt đẹp điều thứ chín mọi mối quan hệ ngay cả tình bạn đều trải qua những thăng trầm nhưng một người có tình cảm sâu đậm với bạn sẽ tìm mọi cách để ở bên bạn nhiều nhất có thể, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Khi ở bên một người yêu bạn sâu sắc, bạn sẽ không phải lo lắng về việc họ rời đi trong một cuộc chiến. Họ không chỉ yêu bạn, họ tôn trọng bạn. Bạn là mục tiêu của họ. Họ tin tưởng bạn hơn bất kỳ ai trong thế giới của họ. Và họ sẽ đặt cược mạng sống của mình vào bạn. Điều thứ 10. Họ cảm thấy thoải mái khi nói về tương lai với bạn một người quan tâm sâu sắc đến bạn sẽ bắt đầu nói về kế hoạch với bạn. Vì vậy, nếu người mà bạn đang hẹn hò hoặc đang có mối quan hệ, có thể thoải mái nói về tương lai với bạn mà không gây gồm nào hoặc trở nên kỳ lạ. Đó là dấu hiệu họ yêu bạn. Đó có thể là về các mục tiêu dài hạn như tên của các con bạn hoặc nơi cả hai bạn sẽ nghỉ hưu hoặc những mục tiêu ngắn hạn như đi chơi xa vào ngày sinh nhật của bạn hoặc làm điều gì đó cùng nhau trong kỳ nghỉ Và bạn sẽ biết điều đó là một tình yêu lành mạnh Nếu họ cũng cân nhắc kỹ lưỡng về những ước mơ và hoài bão của bạn Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là Người đó nói bằng ngôn ngữ chúng ta hay ngôn ngữ tôi hơn Xét về tương lai Rốt cuộc một người sẽ không nói về những sự kiện sắp tới với bạn Trừ khi họ muốn ở bên cạnh bạn trong cuộc sống của họ Điều thứ 11 Họ nói tôi yêu bạn theo những cách khác nhau nếu ai đó yêu bạn nhưng không thể nói thành lời do nhiều lý do họ có thể tìm cách tương tự nhưng có cùng ý nghĩa thay vào đó bạn có thể nghe thấy những cụm từ như là tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy vì một người nào đó trước đây bạn khiến tôi vô cùng hạnh phúc hoặc là tôi không thể tưởng tượng được một thế giới không có bạn một người yêu bạn sẽ chia sẻ mong muốn củng cố mối quan hệ của bạn và cùng nhau phát triển tuy nhiên kỹ năng quan hệ không dễ dàng đến với tất cả mọi người vì một số người cần được hỗ trợ thêm và có nhiều thời gian để học cách bày tỏ cảm xúc của họ tức là tình yêu của họ dành cho bạn nhưng khi nói đến các mối quan hệ điều quan trọng cần lưu ý là hành động có ý nghĩa lớn hơn lời nói ngay lập tức bạn sẽ có thể biết liệu ai đó yêu mình hay không mà không cần họ nói những lời tương tự thông qua chủ đề của video lần này Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại của Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.